Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Apple News số 175 với những thông tin mới về MacBook hay là những tính năng mới ở trên AirPods. Vào tháng 10 năm 2020, Apple đã tung ra một chương trình sửa lỗi miễn phí cho dòng AirPods Pro gặp lỗi âm thanh. Tuy nhiên thì mới đây, chương trình đó đã được gia hạn thêm 1 năm nữa. Theo một phát hiện mới, Apple hiện đã mở rộng chương trình và lặng lẽ cập nhật tài liệu hỗ trợ đi kèm. Điều này được phát hiện bởi các người dùng Reddit. Phần thông tin bổ sung của trang đang hiện lưu ý rằng chương trình sẽ bao gồm AirPods Pro bị ảnh hưởng trong vòng 3 năm. Những khách hàng đã mua AirPods Pro từ năm 2019 hiện sẽ được bảo hành cho đến tháng 10 năm 2022. Và những người dùng mua thiết bị trong năm 2020 sẽ được sửa miễn phí cho đến năm 2023. Và AirPods Pro cần sửa chữa với các vấn đề sau: xuất hiện âm thanh răng rắc hoặc bị rè trong môi trường ồn ào khi tập thể dục hoặc đang nói chuyện điện thoại; tính năng khử tiếng ồn chủ động không hoạt động như mong đợi, chẳng hạn như mất âm bass hoặc tăng âm thanh nền. Được biết, các mẫu AirPods Pro bị ảnh hưởng được sản xuất trước tháng 10 năm 2020 và những sản phẩm bị lỗi có thể mang đến Apple Store hoặc nhà cung cấp ủy quyền của các công ty này để sửa chữa miễn phí. Cần lưu ý rằng, chương trình này của Apple chỉ áp dụng cho mẫu AirPods Pro và không áp dụng với các mẫu AirPods khác. Chiếc MacBook mới sẽ có vành tay thọ trên đỉnh máy, tương tự như các mẫu máy iPhone, tuy nhiên thì nó lại không được trang bị Face ID. Theo tài khoản Weibo TMO, phần tay thọ trên MacBook mới sẽ có kích thước tương tự như iPhone 12. Bàn phím của máy sẽ không còn Touch Bar và phần nền cũng được phủ màu đen thay vì chỉ có bàn phím màu đen như hiện tại. Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ trang bị màn hình mini LED độ sáng 1000 nits cho MacBook thế hệ tiếp theo. Các bổ sung khác bao gồm MagSafe mới, tích hợp lại khe cắm thẻ nhớ SD và hỗ trợ HDMI sạc nhanh 100W. Máy sẽ dày hơn do có hệ thống quản tản nhiệt kép. Trong khi đó, thành viên Nick CL trên trang Reddit cho biết thiết kế tay thọ sẽ chỉ xuất hiện trên MacBook Pro. Khu vực này sẽ đặt webcam, cảm biến truy thông và micro. MacBook Pro mới sẽ có hai kích thước màn hình là 14 inch và 16 inch. Trang công nghệ MacRumor tính toán, phần tay thọ trên MacBook mới sẽ có chiều cao khoảng 74 pixel, độ phân giải 3024x1964 pixel và 3456x2234 pixel. Sau khi trừ đi số pixel trên sẽ ra 3024x1890 pixel và 3456x2160 pixel, tương đương với tỷ lệ khung hình 16:10 trên MacBook. Tay thọ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2016 trên iPhone X, chiếc cảm biến Face ID, loa ngoài và camera trước. Thiết kế này từng gây tranh cãi lớn nhưng dần được chấp nhận, thậm chí nhiều hệ smartphone Android còn học theo. Tuy vậy, cho đến nay, tay thọ đã không còn được ưa chuộng. Các nhà sản xuất khác đã tùy biến màn hình đục lỗ, giọt nước hoặc ẩn camera dưới màn hình. Tai nghe AirPods của Apple có thể mở rộng thành thiết bị trợ thính, ngoài ra bổ sung thêm công nghệ theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho người dùng. WSJ dẫn nguồn tin thân cận cho biết, thời gian tới tai nghe AirPods có thể đo nhiệt độ cơ thể và dùng làm thiết bị hỗ trợ người khiếm thính. Cảm biến chuyển động sẽ tích hợp vào tai nghe AirPods, hỗ trợ theo dõi tư thế của người dùng. Nếu phát hiện một người dùng ngồi quá lâu trên ghế hoặc có hành vi tương tự, thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Theo các chuyên gia, tin đồn này khớp với tham vọng của Apple trong việc bổ sung tính năng chăm sóc sức khỏe cho các sản phẩm ngoài Apple Watch. Hiện đồng hồ thông minh đang là thiết bị tập hợp hầu hết các tính năng chăm sóc sức khỏe. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng hãng đang nghiên cứu công nghệ để giúp iPhone có thể chuẩn đoán được bệnh trầm cảm và suy giảm nhận thức. Hiện chưa rõ Apple sẽ phát triển công nghệ mới cho tính năng trợ thính trên AirPods hay dựa trên giải pháp hiện có. Trước đó, AirPods Pro có tính năng cải thiện thính giác, chế độ tăng cường cuộc trò chuyện của thiết bị giúp tăng âm lượng và độ rõ từ những người đối diện. Kể từ năm 2014, hãng công nghệ Mỹ đã đăng ký 3 bằng sáng chế liên quan đến tai nghe có cảm biến sinh trắc học. Trong hồ sơ đăng ký, mô tả một hệ thống theo dõi sức khỏe được lắp trong tai nghe hoặc nút tai nghe có thể thu dữ liệu của người dùng về nhiệt độ, mồ hôi và nhịp tim. Đầu năm 2018, nhà phân tích Min-Chi Kuo cho biết AirPods có thể tích hợp với Apple Watch và các thiết bị khác để quản lý sức khỏe cho người dùng. Hãng cũng đã nộp một số đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến chức năng sức khỏe trên AirPods. Chúng bao gồm các cảm biến khác nhau như theo dõi nhịp tim và tập thể dục. Người mua iPhone 13 chính hãng được yêu cầu phải mở máy và bóc hộp ngay tại chỗ để tránh trường hợp mua đi bán lại với giá cao ở trên chợ đen. Nhiều cửa hàng ủy quyền của Apple tại Việt Nam, đơn cử như Zenfone S khẳng định sẽ áp dụng chính sách này kể từ ngày đầu tiên mở bán iPhone 13, ngày 22 tháng 10. Trong khi đó, Thế giới Di động cho biết đã áp dụng quy định này từ năm 2019. Các mẫu iPhone 13 sẽ được mở hộp và kích hoạt bảo hành trước khi giao hàng cho khách. Với người mua online, một số cửa hàng cho biết sẽ kích hoạt trước khi vận chuyển hoặc đề nghị khách hàng quay video mở hộp sau khi nhận hàng. Nếu khách hàng muốn mua để làm quà, cửa hàng sẽ giao máy nguyên siêu, nhưng sẽ gọi đề nghị kích hoạt nếu người dùng kích hoạt quá chậm. Các đại lý giải thích rằng cách làm này nhằm hạn chế việc người dùng mua đi bán lại, đồng thời giảm tình trạng phải đến đổi trả nếu không may gặp phải máy lỗi. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống Zenfone S cho biết số lượng iPhone 13 về trong đợt đầu tiên là có giới hạn và nhiều khả năng không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong khi đó, giá iPhone 13 xách tay dự kiến vẫn cao hơn so với máy chính hãng VNA. Do đó, tình trạng đặt mua điện thoại, sau đó bán lại trên thị trường chợ đen với giá cao được dự đoán sẽ xảy ra. Ngoài ra, khi mở hộp, nếu phát hiện ra lỗi, người dùng có thể đổi máy mới ngay lập tức do tình trạng khan hàng. Nếu vài ngày sau mới báo lỗi và mang đến bảo hành, cửa hàng có thể sẽ không có máy để đổi.
Và đó là những thông tin mà mình thu thập được trong tuần này. Các bạn thấy một chiếc MacBook Pro với tài thỏ như thế nào? Để lại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.